Quay trở lại với kênh của Phạm Huấn nhé. Đấy. Mọi nhu cầu mua sắm hàng hóa các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại trên tấm biển trên màn hình đây. Hôm nay thì Phạm Huấn trân trọng giới thiệu đến các bạn cái bộ sản phẩm dao bằng thép Nhật cực kỳ là sắc bén luôn. Hàng là hàng thép Nhật các bạn nhé, chứ không phải là hàng inox nhé. Đấy, bộ này thì có bao gồm là ba dao này, một giá đựng này và một cái đầu mài nữa. Đấy. Rất là ngon lành cho các bạn sử dụng trong gia đình luôn, cực kỳ là tiện lợi luôn. Bộ ba dao. Hàng là hoàn toàn bằng inox, cực kỳ là sắc bóng luôn. Các bạn quan sát này. Đây, các bạn xem. Chất dao cực kỳ là hàng thép Nhật chống rỉ. Đấy. Cực kỳ là sắc bén luôn. Chuôi liền. Đấy, các bạn xem. Đây. Chuôi liền. Cực kỳ là sắc bén luôn. Đấy. Con số 1 là con lọc gọt hoa quả này. Đấy. Con số 2 là con dao thái này. Hàng đẹp sáng loáng luôn. Đấy, con số 3 là con dao chặt này. Ba con này. Anh em các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ này. Để bên mình tư vấn cho các bạn này, bên mình ship hàng toàn quốc luôn. Đấy, bộ ba dao và một thiết bị đựng cực kỳ là ok ngon lành cho anh em các bạn nhé.